Phát biểu tại một sự kiện ở London tuần này, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh, Đô đốc Pony Radakin, nói rằng sự thật không thể tránh khỏi là bất kỳ cuộc tấn công hoặc xâm nhập nào của Nga chống lại NATO sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ. Ông cho rằng lý do lớn nhất khiến Tổng thống Putin không muốn xung đột với NATO là vì Nga sẽ thua và thua nhanh chóng. Việc Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine đã làm dấy lên những lo ngại an ninh mới trên khắp châu Âu, khiến các nước phải chi nhiều hơn cho quốc phòng và thiết lập nhiều thỏa thuận an ninh hơn với nhau. Một số nhà lãnh đạo đã cảnh báo Nga có thể tấn công một quốc gia châu Âu khác trong vài năm tới sau chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đô đốc Radakin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã cho thấy Moscow yếu hơn đáng kể so với những gì chúng tôi dự đoán. Đô đốc Radakin tuyên bố lực lượng không quân của họ đã không giành được quyền kiểm soát trên không. Hải quân của họ đã chứng kiến 25% tàu ở Biển Đen bị đánh chìm hoặc bị hư hại bởi một quốc gia không có lực lượng hải quân. Ông nói thêm rằng quân đội Nga đã mất gần 3.000 xe tăng, gần 1.500 khẩu pháo và hơn 5.000 xe chiến đấu bọc thép. Tuy vậy, ông nhận định NATO đang phải đối phó với nước Nga nguy hiểm hơn.